Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Liên minh hợp tác xã tỉnh hội nghị ban chấp hành lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Những kết quả bước đầu đạt được trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ở Can Hồ, huyện Mường Tè khẳng định chủ trương đúng đắn của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc khai thác tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh, thay đổi tư duy sản xuất của nông dân. Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đất nước nói chung và Đảng bộ nhân dân các dân tộc Lai Châu nói riêng. Hướng tới đại hội là dịp Đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thông qua các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu xây dựng Lai Châu ổn định chính trị, kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh vững mạnh. Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 24 tháng 9, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các nội dung liên quan. Đến ngày 15 tháng 9 năm 2020, toàn tỉnh có 229 tổ hợp tác, tăng 9 tổ so với năm 2019, đạt 45% so với kế hoạch. Về hợp tác xã, có 324 hợp tác xã, giảm 7 hợp tác xã so với năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm, các tổ hợp tác được thành lập đã thu hút được lao động, vốn góp, qua đó nâng cao thu nhập cho thành viên. Các hợp tác xã đã có nhiều cố gắng, từng bước khắc phục những khó khăn hiện tại, nỗ lực vươn lên, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh tại địa phương. Sản phẩm của hợp tác xã từng bước đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của xã hội, tạo việc làm ổn định, thu nhập ổn định cho nhiều lao động. Từng bước thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các nội dung liên quan, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, do ảnh hưởng của mưa lớn vào sáng ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại km số 48+750, km số 54+600, đường tỉnh 132 thuộc địa phận của xã Vàng Ma Trải, huyện Phong Thổ đã sạt lở gây ách tắc giao thông. Cụ thể là đất đá từ mái ta luy dương sạt lở lấp toàn bộ nền mặt đường với chiều dài khoảng 20m, khối lượng ước tính là 1.000 mét khối. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung máy móc để khắc phục thông xe. Do khối lượng sạt lở tại km số 48+750 là đá tảng lớn, đá trên mái ta luy dương tiếp tục sạt lở, sau đơn vị thi công vẫn nỗ lực để thông xe sớm nhất. 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh ước đạt trên 133.000 tấn, tăng 260 tấn so với cùng kỳ của năm 2019 và đạt hơn 60% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng lúa đạt 72.800 tấn, ngô đạt 60.300 tấn. Có được kết quả trên là do ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn bà con nông dân cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Mặc dù chịu tác động của tình hình dịch bệnh, thiên tai, song các huyện, thành phố tích cực hướng dẫn bà con nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, đặc biệt là sử dụng các giống lúa ngô có năng suất chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đồng thời chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên năng suất cây trồng đảm bảo. Hiện nay trên địa bàn huyện Tân Uyên có tổng diện tích chè trên 3.152 ha, trong đó chè kinh doanh 2.442 ha, sản lượng chè búp tươi đến nay đạt 15.250 tấn, đạt 87,1% kế hoạch, với giá chè búp tươi giao động từ 5 đến 7.000 đồng 1 kg, tùy thuộc từng loại chè hái tay hoặc hái máy. Ước đến cuối tháng 9, sản lượng chè búp tươi trên địa bàn huyện đạt 16.000 tấn.
Để tiếp tục nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm chè, cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các công ty chè hướng dẫn bà con thu hái chè, đảm bảo kỹ thuật và triển khai cho các xã đăng ký trồng mới 102 ha, đạt trên 200% kế hoạch. Trong lĩnh vực kinh tế, trong năm qua đã có 768 tập thể, hơn 1.000 cá nhân điển hình, dân vận khéo được xây dựng. Với những nội dung cách làm phù hợp, hiệu quả trong vận động nhân dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất chuyên canh, chăn nuôi tập trung, mô hình kinh tế trang trại, hợp tác xã, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa, phát triển tiêu thụ công nghiệp, phát triển du lịch dịch vụ. Phong trào thi đua dân vận khéo trong lĩnh vực kinh tế đã góp phần đưa chính sách phát triển kinh tế của tỉnh đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng thuận và tích cực thực hiện. Từ đó hình thành được các vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, để khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh, tạo động lực để thúc đẩy nông nghiệp của địa phương bứt phá đi lên, những năm qua, xã Can Hồ, huyện Mường Tè đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loại cây con giống có năng suất chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, góp phần gia tăng giá trị canh tác, từng bước cải thiện, nâng cao thu nhập cho nông dân. Những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi luôn được Đảng ủy, chính quyền xã Can Hồ xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, Đảng ủy xã Can Hồ xây dựng nghị quyết chuyên đề triển khai đến các bí thư chi bộ, trưởng các ban ngành đoàn thể và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tuyên truyền vận động nhân dân đưa những cây con có năng suất chất lượng hiệu quả vào sản xuất và tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi có hiệu quả. Qua đó góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân. Thông qua cái lớp học ở trồng sa nhân này thì em cũng rút ra được kinh nghiệm và cũng biết được kiến thức trồng sa nhân, là với lại em còn áp dụng được trong gia đình nữa. Đấy. Qua cái lớp học này thì em rút ra được nhất là về trồng sa nhân thì chúng ta phải nắm chắc được những kiến thức trồng sa nhân. Nhưng mà qua cái lớp học này em sẽ tuyên truyền bà con trồng theo trồng sa nhân và làm theo những gì mình học được, và em sẽ tuyên truyền cách trồng, hướng dẫn cách trồng và hướng dẫn làm thế nào để cho cây phát triển tốt và trồng thế nào để nó dễ sống. Đến thời điểm này, toàn xã Can Hồ có trên 40 ha cây mắc ca, 37 ha cây quế, 45 ha cây sa nhân, 15 ha cây khoai sọ. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, các hộ gia đình đã tập trung chuyển đổi từ cây trồng truyền thống sang trồng cây dược liệu, cây ăn quả cho thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền xã còn vận động nhân dân mạnh dạn đẩy mạnh phát triển đàn gia súc gia cầm. Đến nay toàn xã có 15.000 con gia cầm và trên 1.400 con trâu bò. Thì trong quá trình canh tác thì nhân dân đã là tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như là cày cấy theo kỹ thuật và chăm sóc, áp dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vào sản xuất. Về chăn nuôi thì nhân dân thì cũng là biết áp dụng là chăn nuôi là có là chuồng trại, có chăn giáp và chăn nuôi tập trung theo nhóm hộ, đặc biệt là các hộ là thực hiện theo cái dự án dân tộc Sila thì đã là tập trung làm 6 cái là chuồng theo cái nhóm hộ và hàng ngày là có chăn nuôi, có là theo dõi và chăn giáp. Những kết quả bước đầu đạt được trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ở Can Hồ là rất đáng khích lệ, khẳng định chủ trương đúng đắn của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc khai thác tận dụng tốt tiềm năng thế mạnh, thay đổi tư duy sản xuất của nông dân. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, các xã vùng cao của huyện Sìn Hồ có khí hậu mát mẻ quanh năm, phù hợp để phát triển các loại cây dược liệu. Nhằm phát huy lợi thế đó, những năm gần đây thì huyện Sìn Hồ đang khuyến khích, hỗ trợ người dân phát triển cây dược liệu theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập để người dân từng bước xóa đói giảm nghèo. Gia đình anh Đinh Danh Toàn ở bản Ma Sao Phìn, xã Sa Dài Phìn đã trồng cây dược liệu được hơn 5 năm, chủ yếu là trồng cây đương quy. Thời gian đầu, nhà anh trồng lấy củ mang ra thị trấn huyện bán cho người tiêu dùng về ngâm hoặc làm thuốc. Sau 2 năm đầu trồng bán, thấy hiệu quả kinh tế nên gia đình anh đã quan tâm nhiều hơn đến chăm sóc để nâng cao chất lượng củ. Ngoài ra hiện nay, do nhu cầu của người dân về hạt giống cũng như cây giống nên anh đã chuyển sang cung cấp hạt và cây giống để phục vụ bà con. Theo anh cho biết, với 1.000 mét vuông ươm giống mỗi năm cho gia đình anh thu từ 30 đến 40 triệu đồng.
Gia đình tôi đã trồng cây đương quy khoảng hơn 5 năm nay rồi. Thì hiệu quả kinh tế thì so với cây trồng khác nó thì gấp 5 đến 10 lần so với cây lúa. Cụ thể thì trên một đơn vị diện tích thì hàng năm thì gia đình tôi trên 1.000 mét vuông thì có khả năng thu nhập được khoảng 3 đến 40 triệu. Là xã có điều kiện tự nhiên thuận lợi, thời tiết mát mẻ quanh năm, phù hợp phát triển các loại cây dược liệu. Nên trong những năm qua, chính quyền xã Sa Dê Phìn đã đưa cây dược liệu vào nghị quyết phát triển kinh tế của xã. Từ định hướng đó, thông qua các chương trình dự án hỗ trợ của nhà nước mà xã Sa Dê Phìn đã tích cực vận động nhân dân phát triển cây dược liệu. Đến nay, xã là địa phương phát triển cây dược liệu lớn nhất huyện Sìn Hồ với trên 100 hectare các loại. Từ trồng cây dược liệu đã làm thay đổi cuộc sống của bà con nơi đây. Thì trong những năm vừa qua thì là Sa Dê Phìn ngày xưa cũng đã là một cái đất về trồng dược liệu. Thì trong những năm vừa qua thì cũng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì cũng đã đầu tư. Thế thì hiện nay trên địa bàn xã là nó đang thực hiện một số các loại cây dược liệu như là đương quy, sơn khung rồi là cây đỗ trọng. Nên đặc biệt thì trên địa bàn thì hiện nay đang thực hiện cái cây đương quy thì trên 20 hectare và một số các loại cây khác nữa như là cây cát cánh rồi là cây đẳng sâm thì đang thực hiện. Nên thì đây là một cái loại cây phải nói là có giá trị kinh tế cao so với cây lúa, cây ngô thì hiện nay là gấp rất là nhiều. Hiện nay 1 kg cái đương quy thì tầm khoảng 30 đến 40 nghìn trên 1 kg. Gấp rất là nhiều và cái chăm sóc và cái công chăm sóc và cái phân bón thì nó cũng hạn chế rất là nhiều so với các loại như là cây lúa, cây ngô. Cho nên là chúng tôi cũng đã xác định đây là một loại cây mũi nhọn và là tập trung để trong nghị quyết đại hội đảng bộ xã là cũng đã tập trung trong thời gian tới là cũng sẽ tiếp tục phát triển và nhân rộng cái mô hình các cái loại cây dược liệu này. Với điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển các loại cây dược liệu, những năm gần đây huyện Sìn Hồ đang khuyến khích hỗ trợ người dân phát triển trồng cây dược liệu theo hướng hàng hóa. Ngoài ra đã vận động nhân dân đầu tư phát triển vùng trồng cây dược liệu tập trung, trong đó tập trung tại những nơi có diện tích trồng cây nông nghiệp kém hiệu quả hay những chân ruộng một vụ không chủ động được nguồn nước phục vụ sản xuất để chuyển sang trồng cây dược liệu. Nhờ đó, trên địa bàn huyện Sìn Hồ đã có hơn 600 hectare cây dược liệu được trồng như đương quy, đỗ trọng, sâm lai châu, sơn tra và sa nhân. Huyện Sìn Hồ là một huyện cũng có rất là nhiều xã vùng cao và xã vùng cao thì cũng có cái khí hậu cũng như là địa hình phù hợp và cũng là cái đặc thù để phát triển cái cây dược liệu trên địa bàn huyện. Thì trong những năm qua thì đến thời điểm này đã cũng có trên 600 ha cây dược liệu nhưng mà chủ yếu thì ở các cái xã quanh vùng thị trấn thì phát triển cây đương quy cũng như là cây atiso và một số loại cây sâm đất khác. Và từ cái việc mà chúng tôi xây dựng các cái mô hình trước đây đến thời điểm này bà con cũng chủ động để nhân rộng ra được cái diện tích và cũng đã đem lại cái hiệu quả kinh tế cho bà con. Và chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền vận động bà con là trồng phải đảm bảo cái tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như là cái hướng dẫn của chúng tôi áp vào để làm sao đấy cái sản phẩm khi thu hoạch thì cũng sẽ được cái giá trị kinh tế cao nhất. Hiện nay, ngoài việc đang quan tâm tìm đầu ra cho các sản phẩm dược liệu được trồng trên địa bàn, huyện Sìn Hồ thông qua những chính sách tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích người dân mạnh dạn tìm hiểu trồng các loại cây dược liệu với mong muốn hình thành và phát triển cây dược liệu thành vùng sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lai Châu, năm học mới 2020-2021 này, ngành giáo dục đào tạo huyện Nậm Nhùn đã làm tốt công tác chuẩn bị đối với việc thay sách giáo khoa lớp 1. Sau khi nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn trong 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 mà Bộ Giáo dục Đào tạo công bố, các nhà trường trên địa bàn của huyện đều thống nhất chọn bộ sách là kết nối tri thức với cuộc sống. Đây là bộ sách được đánh giá phù hợp với đặc thù của địa phương. Cho đến nay thì sau gần một tháng triển khai thực hiện, giáo viên và học sinh của huyện Nậm Nhùn đã tiếp cận được với cấu trúc thiết kế của bộ sách. Trong năm học 2020-2021, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Nậm Hàng có 5 lớp 1 với 107 học sinh, trong đó có 2 lớp kép 1 và 2 ở các điểm trường lẻ. Sau khi tham gia các đợt tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông mới, nhà trường phân công 8 giáo viên dạy lớp 1, thực hiện dạy 2 buổi trên ngày. Sau gần 1 tháng thực hiện, cơ bản giáo viên và học sinh đã tiếp cận được cấu trúc thiết kế của bộ sách. Tuy nhiên, các giáo viên ở điểm bản gặp rất nhiều khó khăn khi phải chuẩn bị nhiều tranh ảnh và đồ dùng dạy học. Để đạt được cái mục đích yêu cầu của cái chương trình lớp 1 này, ngay từ đầu khi mà có cái chương trình lớp 1 mới, đấy, nhà trường đã phải có một cái kế hoạch. Đó là lựa chọn giáo viên để dạy lớp 1. Đó là dạy những giáo viên có năng lực, có chuyên môn. Đấy, là và đã và đang dạy lớp 1.
và đã có kinh nghiệm rồi thì nhà trường cũng phải lựa chọn. Và để lựa chọn được đội ngũ này là nhà trường cũng để lâu dài, chứ cũng không phân là năm nay dạy lớp 1, năm sau dạy lớp 2, mà phải để là lâu dài đối với chương trình mới. Và nhà trường cũng đã lựa chọn những giáo viên để tham gia tập huấn cốt cán, tập huấn cấp bộ, rồi sở, rồi về huyện. Sau đó là nhà trường cũng khi tập huấn xong thì cũng tổ chức triển khai cho toàn bộ tất cả các đồng chí giáo viên ở trong nhà trường. 100% là đều được tập huấn để biết được cái chương trình lớp 1 mới này. Năm học 2020-2021, toàn huyện Nậm Nhùn có 9 trường tiểu học và 2 trường trung học và trung học cơ sở với 49 lớp và 830 học sinh lớp 1, trong đó 3 lớp ghép 1 và 2. Để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nậm Nhùn đã tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý giáo viên, cốt cán của trường tiểu học trên địa bàn, tập huấn về phương pháp dạy học tích cực để tổ chức các hoạt động giáo dục. Từ đầu năm học đến nay, 100% các trường bố trí tổ chức dạy 2 buổi trên ngày, đồng thời ưu tiên cơ sở vật chất phòng lớp học cho lớp 1. Đến nay, 100% các trường đã triển khai thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1. Giáo viên và học sinh đã tiếp cận được cấu trúc thiết kế của bộ sách. Cái khắc phục những cái còn khó khăn thì Phòng Giáo dục và Đào tạo thì cũng có những cái giải pháp để chỉ đạo để làm sao mà thực hiện tốt cái chương trình giáo dục lớp 1, nên là tiếp tục chỉ đạo cái việc tập huấn, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên mà làm cái công tác dạy cái lớp 1, rồi tham mưu với các lãnh đạo các cấp để đầu tư bổ sung thêm cái cơ sở vật chất, đặc biệt là cơ sở vật chất ở các điểm bản, rồi tham mưu bổ sung cái biên chế, và đặc biệt là biên chế đối với đội ngũ giáo viên chuyên, đặc biệt là giáo viên môn tiếng Anh. Sau gần một tháng thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 1, các trường trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đã gặp một số khó khăn, như thời lượng dành cho học sinh làm quen với môn tiếng Việt ít, hoạt động trải nghiệm là hoạt động bắt buộc, giáo viên và học sinh thực hiện các hoạt động này còn lúng túng và chưa hiệu quả. Việc tổ chức dạy học lớp ghép, đặc biệt là tổ chức dạy trải nghiệm đối với lớp ghép còn gặp khó khăn. Để khắc phục khó khăn trên, ngành giáo dục và đào tạo Nậm Nhùn kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo sớm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng mô đun về phương pháp dạy học và các môn học, các hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.